Xin chào anh chị em và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của công ty Uli Việt. Hiện tại mình đang có mặt tại khu đô thị thương mại Phố Thắng thuộc thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang để giới thiệu chi tiết cho anh chị em một cái trung tâm mà mình đã set up và lắp đặt hoàn thiện cách đây 2 tháng. Và hiện tại trung tâm đang bổ sung thêm một cái thiết bị nữa, đó chính là cầu lưng hai trụ giằng trên để phục vụ cái công việc làm lốp và bảo dưỡng nhanh xe, thay dầu nhớt. Thì tổng toàn bộ cái chi phí về trang thiết bị, hóa chất, dụng cụ mà mình đã set up cho anh ở đây là đã khoảng giá trị, tổng giá trị là đến hiện tại bây giờ là rơi vào 350 triệu. Thì có toàn bộ hệ thống trang thiết bị về rửa xe và chăm sóc xe đó, và toàn bộ thiết bị về làm lốp. Đấy, thì cụ thể hơn có những cái thiết bị như thế nào thì xin mời anh chị em cùng với mình vào bên trong để tham quan từng thiết bị một. Xin mời anh chị em giới thiệu với anh chị em hai thiết bị lưng hạ mà mình đã cung cấp tới anh Phương. Thì hiện tại bây giờ là ở phía ngoài là được bố trí hai cái cầu lưng. Thì bên tay trái nhìn từ xưởng vào, nhìn từ đường vào thì là mình bố trí một cái cầu lưng một trụ âm nền hình cánh bướm, đã lắp hoàn thiện cho anh cách đây 2 tháng và vận hành trơn tru ok rồi. Thì hiện tại mình có bổ sung cho anh thêm một cái thiết bị, đó là cầu lưng hai trụ giằng trên màu đỏ, điện 3 pha. Cầu này thì có một cái ưu nhược điểm, một cái ưu điểm rất là lớn, đó chính là về độ chắc chắn. Thì thân cầu được gấp tôn là 8 lớp. Đấy, và sức lưng tối đa là được 4,5 tấn. Đó, mình đã tư vấn cho anh rất là kỹ về cái thiết bị này rồi. Thì anh đang làm rửa xe và làm lốp. Đấy, rất là ok. Lượng khách rất là đông. Và hiện tại là anh sẽ bổ sung thêm một cái cầu lưng hai trụ giằng trên này để phục vụ cái công việc là làm gầm này. Đấy, bảo dưỡng nhanh này, sửa chữa nhanh này và làm lốp. Thì ở trên này là mình có bố trí cho anh một cái tay quay 360 độ. Đó. Và bên góc này là bố trí bình dầu để phục vụ là lưng hạ cầu lưng. Đó, và bố trí hai cái bình bọt tuyết. Đó, để phục vụ là rửa ủ bọt và xoa bọt. Đấy. Thì quy trình rửa xe và chăm sóc xe thì bên mình đã bàn giao và hướng dẫn tới anh rất là chi tiết rồi. Thì hôm vừa rồi đã có một bạn lên để hướng dẫn và training đào tạo. Xin mời anh chị em vào phía trong này. Đi sâu vào phía trong này thì ở đây mình có bố trí một cái máy rửa xe điện 3 pha. Máy này thì là thương hiệu máy Mazuli của Ý. Đó, máy Mazuli của Ý, điện 3 pha 5,5 kg. Đây, ở trên này thì toàn bộ hệ thống biển bảng đã set up và treo lên rất là ngăn nắp, gọn gàng, rất là rõ ràng, rành mạch rồi. Đó, xung quanh anh bố trí biển rất là đẹp. Đó, khách ngồi bên trong có thể nhìn và tham khảo rất là kỹ. Đây là cái giá lốp. Đây là cái giá lốp và giá để ắc quy, dầu nhớt và hóa chất. Đó, anh làm rất là ngay ngắn. Đấy, và treo rất là nhiều lốp. Ở đây thì anh chuyên về lốp Michelin và Bigaton. Xin mời anh chị em vào phía trong này. Thì đây là những cái thiết bị mà để phục vụ công việc làm lốp. Thì gồm có là một cái máy ra vào lốp. Đấy, mâm to. Một cái máy cân bằng động gắn chì. Đấy, một máy cân bằng động gắn chì. Và đây là một cái máy bơm khí litơ. Đó, bơm khí litơ. Được chưa? Để phục vụ làm lốp nữa thì anh bổ sung thêm cầu hai trụ thì rất là ok rồi. Đây là hệ thống kích này. Đấy, hệ thống kích mình cung cấp tới anh là hai cái kích cá sấu. Đó. Và anh chị em có thể thấy ở đây là đồ chơi này, anh đã nhập về rất là nhiều. Đấy, để phục vụ khách hàng. Đó, rất là nhiều. Ở đây thì không gian ở đây thì rất là mở. Diện tích thì là tổng là 200 m². Và xung quanh là vỉa hè rất là rộng. Đó. Và ở đây là sau này thì anh sẽ dùng cái tấm chắn để anh chắn khu vực là rửa xe và khu vực cầu lưng hai trụ. Đó, hệ thống thoát nước anh làm rất là ok này. Đó. Thì để chi tiết hơn về cái xưởng 200 m² này, hai mặt tiền, thì lát nữa mình sẽ phỏng vấn anh Phương để cho anh chị em rõ ràng cái chi phí đầu tư của một trung tâm chăm sóc xe hơi và làm lốp tổng chi phí bao nhiêu. Đó.
Thì lát nữa mình sẽ review và trao đổi với anh Phương để cho anh chị em nắm rõ được cái đấy luôn. Thì ngồi cạnh mình đây là anh Phương, chủ của trung tâm chăm sóc xe hơi Thịnh Phát. Thì trong vòng 2 tháng vừa rồi thì xưởng đã vào hoạt động. Thì anh Phương có thể chia sẻ cho anh chị em là cái quá trình hoạt động của mình như thế nào, và cái chi phí để mình setup một cái trung tâm xưởng như này thì chi phí về xây dựng này, chi phí về trang thiết bị này, chi phí về phụ kiện này, chi phí về lốp này. Thì anh có thể chia sẻ cho anh chị em là đang làm nghề hoặc là chuẩn bị vào nghề, có thể là có một cái góc nhìn nó chi tiết nhất đấy, để anh chị em thuận tiện trong quá trình là setup được không ạ? Chào anh em. Dạ. Thì mình setup cái xưởng này cũng được gần 2 tháng. Thì chi phí thì bao gồm các cái chi phí về nhà xưởng, từ móng đến công trình. Dạ. Phụ trợ nó dao động khoảng hơn 400 triệu. Đấy là chi phí về xây dựng nhà xưởng. Vâng. Thế còn máy móc thiết bị đầy đủ cũng rơi vào tầm hơn 400. Vâng. Ngoài ra thì các cái tiền về vốn lưu động, về lốp, vâng, về các cái đồ bán, đồ phụ kiện xe hơi thì cái đấy là cũng hết nhiều. Vâng. Phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường thì mình sẽ lấy dần về. Thì còn cái công việc thì mình mới mở ra là khách nó cũng chưa đều. Dạ. Giai đoạn đầu nó khó khăn. Dạ. Thì cố gắng anh em cùng chia sẻ thôi. Dạ. Anh Phương thì trước đây là anh làm về xây dựng đúng không anh? À, anh xây dựng. Anh làm về xây dựng thì cũng đi công trình rất là xa và nhiều nơi. Thế thì anh thì cũng đã về để làm một cái trung tâm về ô tô như này để phục vụ bà con tại thị trấn Thắng. Đấy. Thì khi mà trước đây là anh không chưa làm nghề về ô tô đấy, nên là nhiều cái là mình còn phải nghiên cứu tìm hiểu rất là kỹ đúng không anh? Đấy, thì cũng có chỗ anh Thái là quản lý của xưởng thì cũng có kinh nghiệm về vấn đề là điện ô tô đúng không anh? Vâng. Thì ở đây thì anh Phương là tập trung chủ yếu về rửa này, chăm sóc này, rồi đi sâu vào bảo dưỡng này, rồi là làm sâu về lốp ắc quy đúng không anh? Định hướng của mình là như vậy, và bán các cái phụ kiện ô tô. Đó. Thì hôm nay là anh có bổ sung thêm một cái cầu lưng hai trụ, thì anh có thể chia sẻ lý do tại sao ạ? Cái cầu lưng này thì cái việc rất là thiết thực. Dạ. Vì một là bảo dưỡng xe. Vâng. Thì bắt buộc phải có. Dạ. Thứ hai là nó sẽ tăng cái độ chuyên nghiệp lên. Vâng. Thứ ba là nó sẽ hiệu quả, thì bắt buộc mình phải lắp một cái cầu lưng hai trụ. Dạ. Vì ở đây mình có một cái cầu một trụ rồi, nhưng cái đấy chỉ phục vụ công tác rửa xe, rửa gầm. Vâng. Còn hai trụ thì để công tác về bảo dưỡng xe. Dạ. Ok. Thì ở đây là lô đất của mình rất là đẹp, là hai mặt tiền. Đấy, thì được một cái vỉa hè rất là rộng luôn. Thực sự em thấy rất là lý tưởng. Thì sắp tới thì cái giai đoạn tiếp theo ấy, thì anh Phương có thể là bật mí cho anh chị em những kế hoạch cụ thể của anh đúng không ạ? Để cho anh chị em có thể là có những cái giai đoạn để phát triển. Trước mắt thì đang gộp chung cái mảng chăm sóc và mảng bảo dưỡng. Dạ. Sau khoảng một năm ổn định thì mình sẽ có kế hoạch mình tách ra. Dạ. Tách ra để chăm sóc về một cái vị trí khác gần đây. Dạ. Còn chỗ này thì chuyên về bảo dưỡng. Ok. Chuyên về lốp xe. Dạ. Là chính thôi. Còn vị trí thì nhiều việc một chỗ thì nó hơi chật. Dạ. Trước mắt thì để cho khách hàng biết tới Thịnh Phát đã. Mình đang gây dựng cái thương hiệu, cái thương hiệu rồi. Dạ. Thì mình sẽ tách ra để cho nó chuyên nghiệp hơn. Đúng rồi anh. Thực sự là cái quy trình, cái lộ trình để phát triển nó rất là rõ ràng rồi. Đấy, thì từ cái lúc mà tiếp xúc và làm việc với anh thì em cũng học hỏi được rất nhiều. Đấy, thì cảm ơn anh đã đồng hành và ủng hộ công ty em. Rồi, đấy, thì bọn em cũng sẽ cố gắng làm sao để trong quá trình mà anh em làm việc, đấy, trong quá trình là hợp tác thì em sẽ cố gắng để hỗ trợ anh những cái lúc mà cần thiết nhất, đấy, để xử lý nhanh mọi vấn đề để anh ổn định trang thiết bị máy móc và phục vụ bà con cho dịch vụ thật là tốt. Thì chân thành cảm ơn anh đã ủng hộ công ty em. Cảm ơn đối tác tin cậy. Cảm ơn anh. Thì vừa rồi là những cái lời giới thiệu của mình về trung tâm chăm sóc xe hơi và làm lốp của anh Phương.
và đôi lời chia sẻ rất là thật lòng của anh Phương để cho anh chị em có thể chuẩn bị làm xưởng, đấy, chuẩn bị làm về cái dịch vụ này, có thể nắm rõ được tất cả những cái chi phí và những cái giai đoạn để đầu tư như thế nào. Đó thì cái mô hình rửa xe, chăm sóc xe, đấy, làm lốp, đấy, rồi là bán phụ kiện, đồ chơi, bảo dưỡng nhanh ô tô thì đang là một xu hướng rất là hot và phục vụ rất là gần gũi với khách hàng. Đấy thì anh chị em nào có nhu cầu mở trạm rửa xe, chăm sóc xe, làm lốp, đấy, bảo dưỡng xe, thay dầu nhớt, lắp ắc quy thì hãy liên hệ bên công ty Uli Việt để được tư vấn và set up trung tâm một cách bài bản nhất. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Anh chị em nào thấy video bổ ích hãy cho video một like, một đăng ký kênh, hãy nhấn vào chuông thông báo để nhận video mới nhất mỗi khi công ty lên sóng. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.